Hi, xin chào tất cả các bạn. Video này thì chúng ta sẽ cùng với Trevor đi vô rừng săn thú các bạn. Ở đây là mình vừa mới cài vô cái mod mới, cái mod của mấy con cọp, và mình sẽ cùng Trevor lên núi bắt cọp. Bớp bớp. Rồi, không nên nói ngược nha. Rồi, ở đây là có mấy con cọp, giá của nó rất là cao. Và mình cũng đã tìm được một cái địa điểm. Đây, trên bản đồ các bạn thấy cái mặt của con nai không? Đây là cái điểm này nè. Chúng ta có thể là lại cái chỗ đó để mà săn bắt. Ở đó có cái nhiệm vụ săn bắn rất là êm. Và mình sẽ bắt mấy cái con cọp về bán, kiếm tiền mua siêu xe. Wow, mình là một người tốt nha, không có đi náo loạn nữa đâu. Ở đây là mình chưa có trang bị vũ khí. Tới đó chúng ta sẽ chỉnh cái mã súng luôn nha. Thì có thể là do hôm nay mình up cái video nó hơi trễ. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mình up cái video nó trễ, với mà cái gọi là cái giờ linh luôn, 11, 12 giờ đêm luôn. Thật ra là do mình cũng có công việc đang bận ha. Thì thế là mình không thể nào up video. Không phải là không thể nào mà do mà mấy ngày nay nó hơi bận xíu rồi. Thì mình sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian, mấy cái thời gian tới mình sẽ tập trung để mà làm video, rồi sẵn up cho các bạn xem một số cái game offline mới á. Tại vì chơi GTA 5 rồi mình cũng nói chung là nó tuột mẹ cảm xúc luôn rồi. Nhưng mà có mấy cái mod mới cũng hay hay, vì thế mình chơi lại á, test cho các bạn xem. Ví dụ như cái địa điểm đó, chúng ta có thể là ra đó để mà săn mấy con cọp. Mình mod mấy con cọp với mấy con gấu vô á, rồi các bạn săn đó, đem đi bán tiền không luôn á. Oh my god, chỗ này nó đang tập trung gì đông vậy? Thôi, cái tụi này nó đang tập trung đua xe. Thôi, mình đang đi săn bắn rồi. Nếu mà mình không có thực hiện nhiệm vụ này, mình sẽ lại đua với nó ha. Và giờ đang đi săn rồi. Nó nói gì thế? Wow, các bạn thấy game GTA 5 đồ họa ghê không? Nhìn cái cầu sắt kìa, nó siêu đẹp chứ. Phái mấy cái vụ mà đi phượt gì nữa bạn, đi phượt gì là nó đã lắm ha. Rồi cái cảm giác mà mình chơi game, mình chạy xe nè, nó y chang thiệt luôn á. Đó các bạn, ví dụ như các bạn xem video này, các bạn thấy là nó y giống không? Giống y gan mình đang đi phượt luôn. Mình đang lái xe nè. Có nên chỉnh góc nhìn thứ nhất không ta? Vào góc nhìn thứ nhất này không ổn lắm các bạn ơi. Tại vì vô mấy cái đường này nó có mấy cái địa hình nó không được bằng phẳng ha. Chúng ta chạy vô nó vòng chiều gì nổi. Wow, cái đường mà tới cái địa điểm đó nó xa dữ gì. Ba con ngựa. Các bạn để ý trên cái bản đồ kìa, có ba cái dấu màu đỏ, ba cái đám đỏ đó chắc ba con cọp quá. Mình nghĩ là mình nên ngừng xe lại đi bắt để bắn nó trước á, trước khi nhận nhiệm vụ luôn. Để mình trang bị vũ khí vô coi. Chơi súng ngắm đi. Súng ngắm này mình là sát thủ súng ngắm mà. Oh my god. Không phải. Không phải mấy con cọp các bạn ơi, cái tụi này nó ăn cướp hay gì á. Có sao không bộ? Cái vali. $25,000. $25,000 à, tao sẽ thủ tiêu tụi mày luôn. Rồi khỏi thủ tiêu nó cũng chết luôn rồi các bạn ơi. Lụm được 25,000 ngon lành. Chưa đi săn nữa mà lụm được cục tiền. Qua em. Này chúng ta để lại tới cái chỗ này nè để nhận cái nhiệm vụ á. Thay đồ. Thay đồ thợ săn ra quá đã.
ở đây nó chuẩn bị sẵn rồi cho chúng ta cái chiếc xe này luôn nè, cái chiếc xe. Ê, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Kìa, các bạn thấy không, con chó sói. Wow. Đứng đây làm gì mày? Mà chắc lái cái chiếc xe này chắc mấy nó phát hiện ra hết quá. Cứ đi săn mà chơi chạy xe nó mới ghê. Mình nghĩ là mình nên đi bộ đi. Wow. Ê, con ngựa. Một con ngựa. À, ở chỗ bên bên góc này nè, nó có cái vùng màu đỏ. Wow. Đây này này, mình thấy rồi nè. Mà sao ngựa không vậy ta? Đi sâu vô trong này. Hy vọng là sẽ kiếm được mấy con cọp ha, mình chủ yếu là mình muốn bắt mấy con cọp thôi. Ngựa, con ngựa. Mày. Nó kêu gì ta, chụp hình lại không? Đúng rồi, chụp hình lại up lên Facebook mới có điểm. Chém nữa. Chúng ta phải chụp hình lại. Không biết có ý nghĩa gì không nữa. Thật ra cái mod này mình cũng chưa làm lần nào. Cái việc đi săn bắn này hình như nó nằm trong cái nhiệm vụ chính đó các bạn. Nhưng mà mình thì không có chơi cái nhiệm vụ đó. Dính một em. Thôi em kia chạy thoát rồi. Wow. Sao bắn lượt một dính hai em luôn á. Em qua đây à. Dính hai em luôn mình mới chịu. Wow. Trời ơi, một phát đạn là dính hai con luôn. Toàn là dính ngựa không vậy? Rồi sao lôi nó về được mới là cả vấn đề đây nè. Nó toàn ngựa, không có heo gừng gì dân vậy đâu. Không có heo gừng, không có cọp. Chó sói. Rồi con kia nghe tiếng mình bắn chạy. Ai con heo. Mày hả, heo gừng. Wow. Oh my god. Mà để mình cải con ngựa luôn. Ê, để mình tạo ra con ngựa xong mình leo lên ngựa mình cải. Đi săn là phải cưỡi ngựa nha các bạn. Ôi sao đi không được trời. Không đi được. Ê chích ba con sư tử. Trời. Ôi con cọp chứ không phải sư tử, con cọp màu vàng. Mình có chỉnh bất tử. Không sao. Chơi đi mày. Dám chơi với tao hả? Wow. Làm mình hết hồn và tự nhiên đang chỉnh con ngựa rồi tính cởi. Chạy ra chơi gì hả? Bắt dính nguyên con cọp màu vàng luôn. Pha. Đợt này chụp này là một đống luôn các bạn, mình bắt được nhóc chân con luôn ha.
Rồi sao mà bán được ta? Nhân phím R phải mày à, phía trước này còn nữa nè các bạn ơi. Mày bữa trước mình đi bắt mấy ngựa này khó chứ ha. Vậy là video này mình biết rồi. Này các bạn muốn đi săn bắn á, các bạn vô cái khu vực này nè. Nè, men theo cái con sông này nè. Rồi vô cái khu vực rừng này. À, chúng ta sẽ có nhóc cái trận thú luôn á. Mày đi lơi khơi gì vậy? À, con gì chạy nhanh vậy? Thôi chạy nhanh đó. Tiêu rồi. Chạy nhanh ghê hồn thì chứ. Ờ, mình tới cái cầu này luôn rồi nè. À, vậy là nó kêu chúng ta phải đảo lại. Chạy qua đây thôi. Đi săn này mà không lôi được về là quá dở luôn á. Mình kiếm cái chiếc xe của mình lại, mình bắn rồi mình lấy cái súng dây của mình đó mình lôi về. À, ý tưởng đó rất là hay á. Tao không thấy con nào như vậy này. Đi săn mà đi mình đúng là gõ chán thiệt chứ. Buồn hiu luôn. Mà đúng rồi ha, nếu mà làm thợ săn thì đi chắc chắn là chỉ đi có mình hoặc là đi với bạn cũng được, mà trong trong game này tạo ra mấy thằng bạn nó ngu ngợi lắm, dễ gì mà nó biết bắn chung với mình để mình tạo thử cho các bạn xem. Mà tạo ra hai thằng đệ nữa đi, tạo ra thằng Michael với bằng Ron lên. Thôi mình tạo ra rồi mà. Mà chắc hai anh bị té núi rồi. Ông lại bị té núi vậy. Ê chết bà rồi, có cái nữa, gặp con hổ nữa. Có con cọp. Con cọp. Mày ở đâu mà núp lùm hoài với ông nội. Giỡn mặt với nhau rồi. Công nhận cái game nó làm giống thiệt luôn, cọp làm giống cái trang luôn á. Rồi gặp ảnh ra kìa. Rồi thành Michael đâu? Mày con heo gần. Được hai thằng. Ở trên này cái giếng gì đây? Wow. Ở đây nó có cái cầu thang không leo. Các bạn thấy nó thả xuống như là một cái chuyên nghiệp nữa.
Một người leo chuyên nghiệp gì? Wow, sao cách xa dữ vậy trời. Mình thấy chiếc xe của mình kế bên mà. Ủa nó trời, trên bản đồ là chiếc xe nhỏ xíu đó, đó hả? Sao vậy? Ồ, nó không cho mình lấy xe luôn nha. Nhanh bộ, nhanh bộ. Không cho mình chỉnh xe à. Lái BMW i8 mà leo núi nó mới ghê. Ấy à. Rồi, mất tiêu con heo gần luôn. Chạy nhanh thấy ghê thiệt chứ. Ồ, mày cọ đâu vậy? BMW i8 thì có hai thằng à. Sao chở thằng Michael theo được. Rồi đây mình lấy cái chiếc khác nè. Ờ, mấy cái chiếc siêu xe nó chỉ có hai chỗ mà các bạn ơi. Rồi tội nghiệp Michael ha. Ủa rồi cái mát cái nhiệm vụ mà đi săn này chờ nào mới xong thôi. Tao đéo thèm mấy luôn, tao chỉ cán rồi thôi đó. Mấy con heo gần. Ờ, vừa chạy vừa bắn ngồi im hơi đó các bạn. Nó đâu có bắt buộc chúng ta và phải ở chỗ đó không đâu đúng không? Wow, cái đường núi gì chạy ghê gì đây. Mày gọi mày còn rồi. Đây ngồi gì ông nội. Gì mày còn rồi. Ngồi dính cho đàng hoàng. Chết bà rồi. No. Chết bà rồi, tai nạn ở đây rồi. Thôi không được rồi, không xong rồi các bạn ơi. À, nè, rồi Michael chết ngắt luôn rồi cơ. Oh,
Mình đang đi săn mà thôi, mình nghỉ săn rồi, đi săn chán cái mẹ luôn. Để mình coi coi có cái trò gì chơi vui vui không ha. Ở trên cái cầu này có cái trò vui. Wow, nước ở dưới à. Nên chỉnh thời tiết lại đây. Trời ơi, bằng ai các bạn nhìn kìa, nó đẹp. Đây, để có cái trò vui vui gì dưới cái cầu này không ta. Rồi, để mình lấy cái chiếc xe đạp ra. Nó không cho mình chỉnh chiếc xe đạp luôn vậy. Không, mình tạm dừng cái chuyến săn bắn của mình ở đây nha. Mình sẽ lấy chiếc xe up go ra. Mấy chiếc up go nè. Mấy xe này nó buồn kìa, các bạn thấy ghê chưa? Rồi không có xe mô tô hết ta. Ê ê quê quê xíu nữa. Mô tô đâu? Mô tô bicycle. Đúng rồi, mình sẽ lấy chiếc quay của mình. Hey, đỡ đâu mạo hiểm vô lên bộ. Mình muốn chinh phục cái cầu này nha. Lên, mình có trò vui nè. Đúng rồi. Leo lên với tao nè, rồi. Bà phải khéo được nha, cái chỗ này là phải khéo được. Đúng rồi đó, nó mô hiểm vô là đúng rồi đúng không? Ây da. Oh shit. Không sao. Lên, đúng rồi, đó lên. Lên. Cái chiếc quay này bường, nó không bằng chiếc kia các bạn ơi. Leo lên ông nội. Đúng rồi. Oh my god. Cái cầu này hình như mình nghĩ là mình sẽ chạy lên được á, nhưng mà cái chiếc quay này chạy hơi yếu. Mà mày ra chỗ khác, mày đứng mày coi tao chạy đi. Lên ông nội, để lên rồi. Thằng con lên nó hết dám lên luôn rồi, nó ngán rồi. Trời ơi, cái chiếc quay của mình chạy cái đường này không được. Chúng ta không thể nào chạy chỉ chiếc quay được, té té. À đây mình chỉnh cái chiếc khác đây, cái chiếc up go chạy mới được các bạn ơi. Auto bicycle. Chiếc up go đâu trời. Không phải chiếc Honda này luôn. Mình nhớ có chiếc Up-Go mà ta. À đúng rồi, đây nè. Bây giờ là chiếc này. Wow. Đó, mình nghĩ chiếc này là leo lên được nè, leo lên nổi. Mình sẽ thực hiện ý tưởng bá đạo nha. Lên. Chết trời thằng ơi. Cái khúc này nó khó chạy dở luôn. Oh my god. Cái khúc này chắc sẽ chạy khó dữ vậy. Thôi mình nghĩ là mình nên chạy mình đi. Quỷ thằng kia nó yếu à. Nó chạy được mà, thấy không? Wow! Té.
Gọi rồi rớt xe dưới luôn rồi hơn. Ê, no. Trời, áo. Mình nhất định mình phải chinh phục được cái cầu này. Giúp bà rồi té đó nữa rồi. Đúng là chơi khó rồi mà. Ta gọi là chơi là không có nản. Mình nhất định mình sẽ chinh phục được cái cầu này thôi. Cái đường gì ở đây mà chơi không được sao? Ê! Chỉ cần mình canh ngay thêm xíu nữa. Wow. Trời ơi, ngay cái chân cái điểm đó mà thằng té đó nha. Đó, các bạn thấy kỹ đi, cái dách cầu này là nó bên hông đúng không? Rồi khi mà chúng ta chạy lên được là chắc chắn chúng ta sẽ chạy lên được. Đó, đó. Oh my god. Không được, cứ bao nhiêu đó nó chơi, không có trời chơi cơ. Oh. Chết bà không? Mình té xuống con suối luôn rồi. Trời ơi. Kìa, mình bị trôi kìa. Rồi, đang trôi á, mình đang bị trôi. Lội không nữa, không nổi. Đúng rồi. Có thêm trò mới nữa để chơi nè. Ê, các bạn nghĩ sao mà khi chúng ta lái thuyền ở trên này, chúng ta lái xuống dưới đó. Êm. Mình sẽ làm cái thực hiện cái việc khó này. Tàu ngầm à. Đấy. Ta chơi tàu đây nha. Lên bộ. Lên. Tao đây nè ông nội, chạy đâu vậy? Không ăn liên ngu người. Rồi ông chạy riết đâu, ông leo lên cái con tàu đó. Trong khi đó tôi ở đây nè, ông ngoại cô dâu. Ông chạy riết lên đâu, ông leo lên đó nè. Thấy không? Ngu người thấy không? Cái xong cái nè, họ phát hiện ra không thấy mình ở đó, cái nó phóng xuống nè. Ngồi xuống. Đó, xong phát hiện không thấy mình cái. Ốc chó phân liền. Nhanh lên mày. Bỏ rồi giờ nè. Nên chúng ta sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ rất là khó. Quỷ đó. Nên chịu đi rồi. Rồi dẹp mày luôn đi. Wow. Sao không phê dữ vậy gì? Không phê bằng cái con thuyền bên đây. Trời ơi, chạy ngược luôn. Và đã. Wow. Ê. Chúng ta chạy ngược. Để mình chạy ngược lên trên cái đường này thử được không nha. Vẫn chơi liều mạng. Oh shit. Không được rồi các bạn ơi. Cái gì mà cái con suối đó mà chúng ta chạy không được đâu. Chúng ta chỉ chạy lên được cái con suối được không à. Này mới ảo nè. Wow.
cho ốc ốc quan linh nó đi theo là ngu người, chở con ghệ theo còn có lý à. Dạ anh em, sao kỳ vậy đây? Wow, từ đi săn bắt bên nay đi phượt núi luôn á, đi chơi gì nó mới đã các bạn ơi. Wow, này mới gọi là đi phượt núi nữa. Này mà có xuồng ba lá dạng mà giống như cái chiếc xuồng mà người ta phượt địa hình nữa các bạn, nó mới đã. Đây mình coi, mình coi có cái mod đó, mình mod vô chơi dạng phượt này cho nó đã. Và chúng ta ra đường lớn luôn rồi. Ok thôi được rồi, mình sẽ tạm dừng cái video, cái buổi đi phượt và đi săn bắt của mình ở đây ha các bạn. Hãy like và share video nếu mà bạn yêu thích. Và các bạn nhớ là đăng ký hai cái kênh của mình ha, GT5 Việt Mod và GT... Ủa? Và Game Offline. Tại vì bên GT5 Việt Mod mình sẽ up những cái video hướng dẫn cho các bạn mod. Còn kênh Game Offline mình, thời gian tới mình sẽ tập trung thời gian để mà quay thêm nhiều game offline cho các bạn xem. Chó của ai vậy? Chó nó gặp dĩ sủa quá trời luôn nè. Ngu người con. Chết bà bắn chó của ông nội này. Ông chạy. Mày chạy giết mày luôn. Bà mập. Bà mập. Wow, fail. Buổi đi gì? Buổi đi săn bắn của mình đã thất bại.